với giá trị cốt lõi là luôn mang đến giá trị tốt nhất cho bé. Và trong thời gian qua, WorkKids rất là vinh dự được bầu chọn là một trong 5 trường tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh theo tạp chí Tiếp thị và Gia đình bầu chọn năm 2014 và nhiều thành tích khác. Và hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự công bố là cơ sở thứ hai của nhà trường đạt chứng nhận công trình xanh Small Building thuộc chứng nhận công trình xanh Lotus tại thành phố Hồ Chí Minh cho hệ thống trường mầm non.